Ngày 1 tháng 7 năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2022. Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề gồm triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2022, hướng dẫn triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hướng dẫn đánh giá tiêu chí gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, hướng dẫn xây dựng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, các tiêu chí chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông, vận động về thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch gia đình sang dân số và phát triển, phương pháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở. Qua đó góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện cho cán bộ, chuyên viên trực tiếp triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tiêu chí hạnh phúc tại cơ sở.